Dạ thưa má, con biết là con có lỗi với má, là cưới vợ mà không cho má hay. Nhưng vì xa xôi cách trở, cho nên chúng con lo lễ cưới ngoài ấy. Nay con dắt Hương về chịu lỗi với má, xin má thương tình mà tha tội cho vợ chồng con. Thưa má, con biết như vậy là có lỗi, xin má thương mà tha thứ lỗi cho con. Con nín đi, dẹp con quan bên. Thằng Thanh nữa, qua đây, qua đây. Dạ. Mau, mày qua đây, đứng tại đây nè. Còn cô kia nữa, nè. Tôi đâu có trầu cao và mối bay giảm ngồi, mà mặt cô kia tôi bằng má chứ. Nè, không có được đâu à nghe. Cô hãy ráng mà liệu hồn à. Nhà này danh giá tâm môn, chứ chẳng phải là cái loại thứ dân đâu nha. Xin má thương cho thân con đơn độc, bởi thương chồng nên phải lụy thân. Chúng con đã nặng nghĩa nặng tình, sống ta theo chồng coi trọn giữ thủy chung. Con đã gây trọng tội với gia đình, xin má mở lượng hải hà nhiêu dung. Thôi thôi, không có con cái gì hết á. Mấy người đi, đi mau, đi mau ra khỏi nhà tôi, đi mau, đi mau. Trời ơi, tôi phải làm sao đây, tôi làm sao mà ăn nói với anh phụ nhiêu đây là trời ơi là trời. Dạ thưa chú, con biết là con có lỗi, con đã làm một chuyện vượt qua dòng lễ giáo gia phong. Nhưng chuyện đã dĩ lỡ rồi, chúng con đã thề non hẹn biển, nhờ chú thương mà nói với má con vài lời giúp con đi chứ. Nói cái gì nữa mà nói, mày là thằng có học, chị cả chắc chiêu cho mày ăn học thấy cao hiểu rộng rồi mày trở lại phụ rãi cha mẹ, đập nát cái gia phong trà đạp danh dự gia đình. Mày bôi cho trách tấu lên mặt cả dòng cả họ thì làm sao tao mở miệng cho được. Còn cô này, cô nghe không mà còn nằm nhà ở đây, hay là cô chờ tôi tống cổ ra khỏi nhà. Cô nè, cô nên biết điều một chút, đừng có trở lì mặt đá mài chay, thì đừng có trách tôi chưa. Vợ con hết lời lại lục cầu xin, má thương vợ con cờ dài cô đơn, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Thôi em đi đủ rồi, chẳng biết nhục hay sao. Chị hai nói chi ly lắm thay, làm con mà hư đông lộn lì, biết đây là ruột gà mau mủ, nhưng mẹ già nào chấp nhận được đâu. Thứ con này thì cũng tự luôn. Thôi mà, chuyện này chẳng mấy khó khăn, anh đừng thanh xé nó to thêm, lửa bốc cao chứ đổ thêm dầu, trách nhiệm mình phải dập tắt lửa ngay. Dạ thưa má. Thôi, đừng kêu tôi bằng má nữa. Tôi đâu phải là má của cô. Má của cô ở nơi xó xỉnh nào kìa. Mau bước ra khỏi nhà tôi, đừng có ở đây đứng mà trùng khéo. Trời ơi, con cái tôi nó đời nên trả nghĩa cha mẹ như thế này nè, phải không? Cậu như chú thấy chưa? Trời ơi, tôi còn mặt mũi nào mà nhìn ai được nữa. Tôi cũng vậy, còn mặt mũi nào mà nhìn ai được nữa. Dạ thưa cậu, chuyện đã lỡ rồi, nhờ cậu thương mà nói lại vài lời với má con đi cậu. Con làm như vậy liều quá. Phải chi con về trước than thở ỉ ôi với chị cả. Khi em xui rồi thì dắt dở con về thì hay biết chừng nào. Đằng này lễ hỏi đã lỡ dở như vậy thì biết làm sao đây. Dạ thưa cậu, con thì con cũng có ý định đó, nhưng mà lòng dạ của con thật thà sao trước. Tình mãi xa cho chúng con.
Con cưới vợ được bao lâu rồi? Dạ. Bao lâu? Dạ, dạ được 6 tháng rồi cậu. Thôi đủ rồi. Cậu đừng có hỏi han gì nữa hết. Nó đâu còn là con cháu trong nhà này nữa đâu mà cậu hỏi. Chị cả nói vậy là đúng đó anh Hội. Thôi mình về đi, có vui sướng gì đâu mà ở. Thật là khổ cái thân già. Để phân biệt đúng hay sai, chị cả dành chánh bái để cho tôi hỏi cháu đôi điều. Vợ cháu là con của ai? Dạ. Mẹ cha còn hay mất? Sinh sống bằng nghề nghiệp gì? Dạ. Còn vợ cháu làm gì? Cưới hỏi có đàng hoàng không? Dạ. Hả? Dạ thưa cậu, vợ con là con của ông Phán, sở bưu điện Hà Nội á cậu. Phán, sở bưu điện Hà Nội à? Dạ. Cha mẹ còn song toàn, vợ con là giáo sư trường con gái. Thương con, thương hoàn cảnh xa xôi cách trở, cho nên bố mẹ con làm đám cưới cũng rôm rã lắm đó cậu. Thôi, bây giờ nó nắng cán rồi, muốn vẽ rồng vẽ phụng gì mà không được. Ơi đâu mà cậu nghe nó. Má con với chú Năm không nhận là phải đó cậu à. Má, nếu mà hai đứa nó chung thủy với nhau và bố mẹ nó thương yêu đùm bọc, thì má cho tụi nó chút ít tiền để cho tụi nó trở ra ngoài Bắc á, sống với nhau cho trọn tình trọn nghĩa đi má. Con hai nó nói vậy phải á. Còn gì nữa không tính? Không có tính gì nữa cậu ơi, nhục quá rồi, nhục nhã quá rồi. Thành nè, câu chuyện là như thế này nè. Ở nhà chị hai và chánh bái đã làm lễ hỏi cho bay. Với con thấm con ăn phố nhiêu, điền chủ ở Bạc Liêu xúc răng. Cha mẹ muốn cho con giàu sang danh vọng, nên bao giờ cũng suy nghĩ lo xa, cho cháu con rạng rỡ với đời. Nhưng mà thằng Thành nó có nghĩ gì đến má con đâu. Nó còn qua mặt cậu với chú Năm luôn nữa. Thôi được rồi, bay xuống nhà sao mà làm việc. Con thằng Thành nó có phước hơn người, chỉ cho nó ăn học đến chốn đến nơi, nhà nước cho nó làm tới chức tốc học. Như vậy là danh dự cho gia đình ta, công ơn của chị không uổng chút nào. Thanh niên bây giờ nó học cái mới cái hay cái đẹp, mình cũng mất đi cái cũ cái già. Chắc nó chi làm khó con cháu làm gì, chỉ nên suy nghĩ mà hỷ xả cho con. Mới cái gì nè, cậu tính bắt thang cho nó leo lên đầu thôi phải không? Cậu này nhớ, áo mặc sao qua khỏi đầu, tôi nhất định rồi. Con dâu của tôi phải là con thấm, là con thấm. Mấy người nghe chưa, mấy người nghe chưa? Chị hai à, tôi không binh nó, mà tôi chỉ nói chuyện xã hội. Cái trách nhiệm làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ thôi chị hai à. Anh nói vậy là sao? Bây giờ làm sao trả lời với anh Phụ Nhiêu đây? Tôi không hoàn toàn bài cựu nghìn tân. Thời buổi bây giờ có nhiều cái khác xưa, mình phải suy gẫm mà xử sự cho nó hợp thời, chứ đừng ôm cái cũ hoài có ai sao được. Tôi thì tôi nhất định không đồng ý của chị cả và anh chánh bái đâu. Cũ vậy đó mà được người ta quỳ một bẩm thưa, còn hơn mới để cho người ta khinh rẻ hả? Cậu à, cậu Hội à, cậu có thương tụi nó hả? Cậu đem về mà nuôi đi. Chứ còn tôi, trước sau như một, vì nhà này không thể có một đứa con bất hiếu bất nghịch như nó được. Chị nói thiệt hay nói chơi vậy chị hai? Anh còn lạ gì cái tính của chị cả. Chị hai, em trót lỡ lầm làm cho má giận, chỗ tình chị em. Chị ráng nói với má giúp tụi em đi chị. Nói thật kia chị, vợ em không được khỏe lắm. Vợ em hôm nay đã có thai 4 tháng rồi chị à. Chị thương em, thương vợ em, mà giúp tụi em đi chị. Chị hai, là phận gái với nhau thì chữ tùng là trọng. Chị nghĩ lại thương mà năn nỉ má giùm em đi chị hai. Ôi trời ơi, đó là chuyện của hai người, do hai người tạo ra. Thì cậu nói với má thế nào là tùy cậu, chứ còn qua đâu có giam. Con hai nói vậy là đúng đó, phụ xử tử vong chứ. Đúng. Đúng cái gì? Anh cứ trốn tránh trách nhiệm hoài. Bởi vậy cho nên anh không có một đứa con trai nào để nói dòng là đúng lắm mà. Thà vậy còn hơn, chứ cái thứ ngỗ nghịch đó thì cũng vô ích. Nè, anh quên cái câu vô nam dụng nữ sao anh? Tình cảnh này mà bây làm ngơ được sao Phụng? Vậy chứ tôi biết làm sao bây giờ hả cậu? Cậu Hội, cậu nên nhớ rằng tôi là người đã cứu mang phanh gia xẻ thịt. Tôi đã đẻ nó ra thì tôi có quyền làm mẹ của tôi. Danh dự chi đâu đồ thứ con ngỗ nghịch, nỡ chôn vùi tâm hồn.
tình, tôi không có ân hận gì đâu. Kể từ hôm nay tôi không thừa nhận thằng Thanh là con, là cái máu thịt của tôi. Má, một lần chót, nếu mày biết đảo làm con thì mày phải cắt đứt tình nghĩa với con này. Má, bằng không tao sẽ tự vẫn cho mày vừa lòng nghe Thanh. Má, má ơi, con xin má mở rộng lòng thương. Anh Thành thương mới đem con về, đi theo chồng mà lòng vẫn băn khoăn. Má ơi, cứu lại má, má thương con mà. Thôi đừng có lại lục cầu xin nữa. Con Phượng đâu? Dạ. Đem đồ nó ra đây. Dạ, má ơi má. Đồ này má. Nè. Ơi. Đồ của cô đây nè. Tôi cho cô số tiền nè. Trở về máy mà xin nở đi. Đi mau. Trời ơi. Má. Anh Thành ơi. Anh năn nỉ má giùm em đi anh Thành. Má ơi, con quỳ con lại má. Con lại má. Lại gì má hết. Má không có lại gì hết á. Chú ơi. Chú ơi, con xin chú năn nỉ má giùm con đi chú. Cậu ơi, con lại cậu mà, xin cậu năn nỉ giùm má con đi cậu. Cậu. Hai đứa bay lại bả đi. Dạ. Dạ, má ơi con lại má. Lại má. Tao nói không có lại lột gì hết nữa. Con Phụ đâu rồi? Dạ. Đóng cửa ra ngoài má lên. Chị ơi. Chị ơi, anh Thành ơi. Chị ơi. Anh Thành. Chị ơi. Cái gì vậy? Đi. Phương. Anh. Dạ. Mày đi, tao cắt lưỡi, tao tự nhận được chết. Bây giờ mày đi mày ơi. Má ơi, vợ con. Anh Thành ơi, đừng có. Em anh Thành ơi. Vô, mấy tao đập đầu, tao tự nhận tao chết nè Thành. Má. Thành ơi, em không hờn, không giận gì anh đâu. Em biết là anh cũng rất khổ tâm cho cảnh hiu tình ngược lối. Em sắp làm mẹ, nên em hiểu được tấm lòng của mẹ. Chỉ tại em nè, chỉ tại em bạc số vô duyên mà thôi. Giả biệt anh, giả biệt quê chồng, nơi mới đến chưa quen mà đã trở thành xa lạ. Giả biệt Phương.
tại sao em lại muốn xa anh? Em đâu có muốn xa anh, em đâu có muốn xa anh. Hương, em... chứng giám, nếu anh để em và con thơ lưu lạc, anh sẽ không xứng đáng làm người cho trời chu đất diệt anh đi. Anh được thề, em tin rồi, em tin anh rồi mà. Hương, em tin anh. Hương ơi, anh sẽ yêu em suốt đời, dù trong đau khổ. Phải, dù trong đau khổ. Anh ơi. Anh lau nước mắt cho em đi. Em à, anh lau nước mắt cho em nè. Em quên hết đi nghe em. Em hãy ngồi xuống đây đi. Ngồi đi em. Nè, bây giờ em hãy cười đi Hương. Trời ơi, em đang buồn muốn chết mà anh bắt em cười, sao em cười nổi. Cười đi, cười với anh đi. Nãy giờ chuyện buồn không à. Bây giờ em hãy cười với anh cho anh vui đi. Trời ơi, em nói em cười không có nổi mà. Ráng cười đi mà, cười đi em.
Em cười kỳ quá à. Anh sẽ yêu em suốt đời. Cả con của chúng mình nữa chứ. Phải, cả con của chúng ta nữa. Anh ơi, bây giờ anh hôn con đi. Hôn con? Ừ. Con ở trong bụng hôn luôn hả? Ừ. Được rồi, anh hôn con đây. Trời ơi, con ơi là con. Con yêu nè, con quý nè, con thương của ba nè. Con mình nó thơm quá trời em ơi. Em ơi, con mình nó nói chuyện em ơi. Nó nói gì vậy anh? Nó nói má ơi đừng bỏ ba con nhé. Anh ơi, mai mốt á anh muốn em sanh cho anh con trai là con gái. Anh hả? Anh thì anh muốn là em sanh con gái giống y em cho anh cưng. Còn em á thì em muốn sanh con trai, vì nếu lỡ có xa anh á thì em còn có con để nhớ tới anh chứ. Nữa mới vui chút xíu nói xa nhau nữa, anh giận em nữa rồi đó. Anh thôi mà, em xin lỗi mà. Không có lỗi phải gì hết trơn á. Mới được vui có chút xíu rồi em nói chuyện xa nhau nữa. Thôi mà, em xin lỗi mà đừng giận nữa mà. Không, tôi giận hoài. Giờ giận hoài phải không? Giận hoài. Giận hoài, em đi luôn á. Hương, em anh nói chơi với em vậy mà, chứ anh đâu có giận em. Gì? Nữa, khóc nữa. Mới vậy cái khóc nữa rồi. Không, em khóc cái gì? Em mừng, em vui. Thật không em? Dạ thật chứ. Anh ơi, sao tự nãy giờ nói chuyện cái em khô cổ à, em khát nước mà. Em khát nước hả? Dạ không, ấy anh về nhà anh múc cho em miếng nước được không? Về nhà hả? Dạ, được không anh? Thôi được rồi. Nhà có cửa sau không? Có, được rồi, để anh về nhà. Anh đi cửa sau anh vô cái anh lấy hành lý cái ra cái anh lấy nước xong cái ra gì vợ chồng mình đi ra ngoài luôn nghe em. Dạ. Dạ em đứng đây em chờ anh ha. Dạ. Em đừng đi đâu ha. Dạ. Dạ anh đi nha. Dạ. Anh ơi, anh đi lẹ lẹ nha. Em đứng đây em chờ anh nè. Nè, em nhớ là em không được đi đâu nha. Dạ. Em chờ anh nha. Lẹ lẹ nha anh. Em đứng đây em chờ. Em chờ anh nè. Anh Thành ơi, anh có biết là anh vừa hôn em, hôn con là lần cuối hay không? Em không muốn anh trở thành một đứa con bất hiếu, nên em đành phải ra đi. Thành ơi, thế là chốc lát nữa đây, chúng mình sẽ mãi mãi xa nhau. Lại cho anh chiếc khăn.
có rồi, có nước rồi nè. Em biết không, Trần ai vậy? Anh chui vô cửa sau, rồi anh múc nước xong rồi anh lấy vali ra. Trời ơi, cực lắm, có được có nhiêu à, uống đi. Đi về đường nó đổ nữa. Nè em. Hương ơi. Hương à. Em đâu được Hương ơi. Giỡn phải không? Tính giỡn trốn tôi phải không? Đây nè, anh đem nước cho em nè. Hương. Hả? Thôi từ đây xa cách nhau rồi, em về quê xưa đây, anh ở lại cho trường câu hiếu với sông đường. Hương, duyên tình một lời gia biệt. Giờ đây anh biết tìm đâu ra người bạn hiền chung thủy, chỉ trong phút giây thôi là mình vĩnh biệt muôn trùng. Thằng Thành nó không cưới con Thắm thì tôi tự tử theo ông nè. Đã coi hữu ba hồn chính vía, mày làm cái gì vậy Sanh? Dạ cậu ba đánh con. Mày làm gì cho nó đánh mày? Dạ con nghe lời bà, con múa lụa cho cậu coi, vậy mà cậu đánh con đó.
Ờ, chắc tại mày múa dở quá cho nên cậu ba mới đánh mày. Rồi à, cậu ba mày sao rồi? Con dâng lệnh bà, con giác đáp cho cậu nghe đủ thứ. Nào là tình yêu nhầm nhò gì, đời bây giờ phải kiếm nơi đất rộng cò bay thẳng cánh, nhà lầu xe hơi, hột xoàn để mà lấy, để mà làm giàu. Chứ tình yêu như nhầm nhò con mẹ gì. Thằng này coi vậy biết không á, đó mà giống tánh bà chỗ đó đó. Rồi à, cậu ba mày sao? Dạ cái cậu đánh con à. Con thấy con trai đời bây giờ sao nó dở lắm bà ơi. Không phải như tụi mình hồi đó đâu. Vậy mày nói cái gì? Dạ, con xin lỗi bà. Con thấy con trai đời bây giờ nó dở quá bà ơi. Nó ngu lắm. Không yêu thì thôi, mà còn khi yêu rồi thì trời rầm nó cũng nhả nữa. Mà con nói thiệt với bà nghe nha, hoàn cảnh của cậu ba con thấy con còn muốn khóc chết mẹ con nữa nè. Người ta đang yêu tha thiết như vậy mà bà nỡ nào bà cắt đứt vậy đó. Bà ác lắm bà ơi, bà ác lắm. Thôi nín, làm ơn nín giùm tôi đi. Tôi biết hết rồi. Nãy giờ mày kiếm chuyện mày chửi xéo tao phải không? Bây giờ mày lên mày mời cậu ba mày lên đây cho tao, mau đây. Dạ xin phép bà lần cuối cùng, cho con được tham gia với cậu ba, con khóc cho nó thỏa mãn bà. Trời ơi là trời. Trời ơi, cái nhà này nó không còn tôn ti trật tự gì nữa hết á. Con ngồi xuống đó đi thằng. Dạ. Rồi con nghe má trăng trối với con lần cuối đi con. Con biết mà, ba với má chỉ có một mình con là trai. Tình mẹ thương con biết đến ngần nào. Ba con á thì chẳng may mất sớm. Bao nhiêu niềm hy vọng muốn giúp con nối nghiệp tâm đường thiện vinh dầm họ, mà con lại chà đạp tâm môn để chôn vùi danh giá và vọng. Đây là sợi dây thòng lọng nè, nếu mà mày cãi tao thì tao thắt cổ tao chết cho vừa bụng mày. Má đừng chết má ơi, con thương má lắm má ơi. Con dạ, nếu con thương má thì lát nữa đây á, con Thấm nó có qua đây á, con xin lỗi nó về hẹn ngày lễ cưới rồi bỏ hẳn con Hương đi con. Má nè, má cho con biết, nếu mà má mà nghe một cử chỉ nào mà nghịch ý hả, thì tao chết cho mày vừa lòng nghe Thành. Má trời ơi, Hương ơi, anh phải làm sao đây Hương ơi. Anh Thành. Chào cô Thấm. Thôi kìa, em chứ sao lại là cô. Em là vợ của anh mà. Em là người vợ mà mẹ cha cầm trầu cao cưới hỏi. Một người vợ được cha chồng quá cố di chúc bảo anh phải cưới em. Một mối tình trong quá khứ của hai dòng họ tri kỷ thân. Xin Thấm hiểu cho tôi nào biết được chuyện gì.
Từ khi tôi đỗ đạt công danh được chuyển ra dạy ở Hải Phòng, tôi không biết được chuyện gì. Việc hai nhà kết thông gia, năm tháng đã trôi qua, tưởng đâu đã nhạt nhòa. Tôi quá thật bất ngờ, chuyện kết hôn với cô Thắm còn hơn là mối tình đầm ấm. Khi hai đứa ta thiết yêu nhau đã mặn nồng lửa, tôi nỡ nào bỏ. Nhưng anh là người có học thức, anh cũng nhớ áo mặc sao qua khỏi đầu. Vì có học thức cho nên tôi mới chung thủy với tình yêu. Thế còn chữ hiếu với mẹ cha? Thắm, anh Thành, anh có biết là cha mẹ đã hứa hôn cho chúng ta từ lúc nào không? Anh có nhớ không? Lúc anh với em còn nhỏ, gia đình em chạy nạn qua nhờ gia đình anh. Lúc đó em còn bé xíu à. Anh thường dắt em ra bờ sông dạo chơi. Anh đã hái những trái bần chát cho em ăn, nó chua đến nỗi ăn mà phải nhăn cả mặt. Có một hôm anh nhìn thấy quả bần thật to, anh tìm cách hái cho em, bị ông bần đánh sưng cả mặt. Em khóc vì em lo cho anh đó. Rồi sau đó anh xa nhà đi học, em nhớ anh, em khóc thật nhiều. Và từ đó em mới biết được là mẹ hứa hôn cho chúng ta. Trời ơi, tại sao tôi vô tình đến như vậy? Anh còn nhớ vật này không? Con cào cào bằng lá dừa. Phải, con cào cào bằng lá dừa mà anh đã thắt cho em trước khi anh đi học đó. Trời ơi, Thắm đã giữ vật kỷ niệm này suốt 18 năm trời sao? Phải, chỉ có em mới biết quý kỷ vật, còn anh thì đành lòng nào quên đi. Dù nát thân này, tôi vẫn chọn Hương. Ông Đại, Thắm tát tôi à? Thắm muốn gạn đục khơi trong. Tại sao Thắm vẫn đục? Nếu ngược lại, Thắm là tôi thì Thắm chọn ai? Thắm hãy nói đi, Thắm chọn ai? Thắm hãy nói đi. Anh Thành ơi,
vừa qua là một hành vi của tia hờn ghen bất tận, là nỗi niềm hy vọng yêu đương, nguyện gửi trao trọn kiếp nhân hồng. Cùng là số phận đã an bài tình nhân, nhưng giờ đây anh cùng bà Hương về với Thâm thì anh cũng chỉ là loài gỗ đá vô tri. Thôi thì anh hãy rước Hương về đi, đừng để người ta bị dở dang đời con gái. Danh dự đời tôi có vợ dang bài hoài, anh Thành, anh hãy đi đi, đi tìm chị Hương đi anh, đi đi anh. Vâng, cảm ơn Thắm, tôi đi ngay. À, nhưng không được, không được Thắm ơi. Nếu tôi làm như vậy thì má tôi sẽ quyên sinh. Đã có em lo liệu, anh yên tâm đi đi anh. Thắm, xin cảm ơn Thắm, cảm ơn tấm lòng cao thượng của Thắm. Hãy đi đi, đi đi, kéo không còn kịp nữa. Tôi đi đi, tôi đi ngay. Đi đi. Anh Thành ơi, hãy ở lại đây với em. Anh Thành ơi, hãy ở lại đây với em. Trời ơi. Kìa Thắm, sao con khóc vậy? Còn thằng Thành đâu? Anh đã đi tìm chị Hương rồi. Trời đất ơi, đúng là thằng con bất hiếu mà. Con phụng đâu? Đi bắt thằng Thành về đi cho tao mau lên. Đừng bác ơi, đừng làm như vậy bác ơi. Thì bác, má chứ sao lại bác. Muộn rồi Thành. Không, không bao giờ, không bao giờ ta chấp nhận con Hương trong nhà này. Không bao giờ. Nè nè, tôi đã nói rồi đó nha, cho lời 20 like là đúng lắm rồi, đừng có nói năng gì nữa hết á. Anh Cường ơi, anh Cường à, anh trời, Cường. Trời ơi, cô Tư bà cướp tới. Chết rồi, biết trốn đâu bây giờ. Chết rồi. Anh Cường à, anh chạy đâu vậy? Anh Cường, tại sao mỗi lần gặp em á là anh chạy trốn hả? À? Có phải anh khi dễ cô Tư Hường cho bà cướp phải không? Đâu có đâu, đâu có khi dễ đâu. Tôi đang sửa chiếc xe, trời nắng quá nên định chạy vô nhà uống miếng nước. Cô ở đây chơi nha, để tôi uống miếng nước nha, con ngồi đây nha. Ê, 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 anh Cường, ngồi xuống em nói chuyện chút xíu coi. Cô Hường ơi, số tiền đó tôi... Anh Cường, em đâu có nói chuyện đó đâu. Em biết anh khát nước nên em mua cho anh một ca cà phê sữa đá hột gà. Anh uống đi cho nó khỏe. Nè, còn nữa nè, em đã mua hết số cam ngon nhất, một ổ bánh mì dồn thịt heo quay, một chục hộp gà lôi to béo ngon gà thường, anh uống vào sẽ thấy bất thường, sẽ mến sẽ thương, cô Tư Hường cho bạc dai, đó là tấm lòng thành của người yêu anh. Cô Hường ơi, tôi không dám nhận đâu, tôi không dám nhận đâu cô Hường à. Anh mà không nhận hả thì em buồn lắm đó.
Vì tôi với cô hai cuộc sống không có giống nhau. Không có sao đâu mà. Có gì mà anh ngại không biết nữa. Thời buổi bây giờ người ta sống rất là văn minh và hiện đại. Thích ai thì đến với người đó. Nhất là trai chưa có vợ, gái chưa có chồng thì có gì đâu mà ngại chứ. Anh Cường à, hay là mình sáp đại vô đi anh Cường. Tôi đồng ý với cô là thời đại văn minh người ta xem thường lễ giáo khắt khe. Có những cái cần phải bỏ đi, có những cái cần phải nhắc nhở lưu truyền. Nhất là sự thì mị của người con gái đó cô ạ. Sao? Ý anh muốn nói là tôi bảo phải không? Đâu có đâu. Cô thì chỉ hơi hơi thôi à. Giả lại cô thì giàu có, còn tôi thì nghèo hèn. Cho bà cướp lời 20 lai kỵ nhau dữ lắm, không hợp đâu. Kỵ cái gì mà kỵ? Đối với người ta thì em lấy 20 lai, chứ còn anh á thì em có lấy lai nào đâu. Chẳng những không lời mà còn lỗ nữa. Anh Cường, vì sợ anh không tiền, thiếu ăn, ốm đói. Đi nè, cho nên mỗi ngày em phải đến đây bồi dưỡng cho anh mập béo hơn người. Thôi tố nhận đâu, cô hãy tắt đèn về. Sao lần nào anh cũng chối từ như vậy? Để em buồn, em khổ, tim thổn thức, lo lắng suy tư. Thì anh chê em tố tí vô duyên, cho bà góp lời nhiều hơn người. Nè, tôi mua cà phê sữa đá hột gà, bánh mì thịt heo quay nè. Còn nữa, hột gà nè, không phải gà thường rồi nha. Hột gà lôi đó, ăn bổ dữ lắm á. Vậy mà, anh chê, vậy mà anh không nhận. Trời, thôi đi. Thôi. Trời. Cô Hương à, tôi nói cho cô biết là cô đừng khóc nữa. Phải chi cô làm ăn lương thiện thì tôi... Anh Cường, anh cấm tôi cho vay bạc góp thì lấy gì mà sống? Cái nghề này là mẹ truyền con nói, ở không lấy lời mà xài. Đây, ưng tôi đi, tôi lo cho. Anh khỏi lo gì hết, chịu không? Thà tôi chịu cảnh nghèo khổ, chứ không bao giờ tôi lấy người vợ như cô đâu. Vậy thì trả tiền ra đây cha. Hả? Bây giờ anh không chịu phải không? Anh không chịu tôi làm vợ anh phải không? Bây giờ anh không ưng, anh không ưng tôi vậy thì... Vậy thì sao? Chúng mình không được yêu nhau thì thôi. Anh trả lại đây bao nhiêu bạc lời. Từng giờ, từng ngày, từng tháng, bao nhiêu lời mà tôi đem đến, lời 20 lai trả liền người ơi. Cô Hương ơi, mong cô thông cảm nha. Lúc này tôi kẹt quá. Tôi... Sao? Giờ không có tiền phải không? Vậy tôi tính cách này chịu không? Cách gì? Cô nói thử nha coi. Anh chấp nhận em là vợ của anh đi. Hả? Bằng không trả tiền đây. Trời ơi, vậy là tiêu rồi. Vậy là bằng lòng rồi phải không? Anh hết cho em rồi phải không? Thôi, để em về bệnh nha. Về chi vậy? Về để thu dọn đồ đạc xuất giá theo chồng chứ làm chi. Hả? Trời ơi, gấp gáp cái gì mà dữ vậy? Không ngồi ngày có tháng gì sao? Bữa nay là mùng năm mà trời đâu có đổ. Thôi, mùng năm gì cũng biết nữa. Mùng năm gì cũng ngon hết trơn á. Mùng năm 14 âm 3, ra đường hút của người ta đem về mà. Trời ơi. Nè, anh ở đây đợi em nha. Trời ơi. À, quên nữa, còn chiếc xe này để em đem về bển, em sửa luôn, ở đây đợi em nha. Trời ơi, khủng khiếp, khủng khiếp. Có ai trong nhà không? Hả? Trời ơi, gì nữa đây? Đồ tiền người bạc gì nữa đây? Chết rồi, ai vậy? Không biết phải nhà này của anh Cường không à? Anh ơi. Hả? Dương. Trời ơi, Dương phải không? Anh Cường. Trời ơi, vô đây. Trời ơi, Dương. Chào đi chị. Trời ơi, ngồi đi chị. Dạ, cảm ơn anh. Chỗ thân quen có gì đâu mà chị ngần ngại. Dạ. Chị Hương à,
Chị về quê lên đây từ bao giờ? Còn anh Thành đâu sao không thấy? Em lên đây ngay cái ngày mà em về quê cùng với anh Thành đó. Mà em chỉ đi có một mình thôi anh à. Chị nói gì lạ vậy? Tôi không tin đâu rồi nha. Em nói thiệt mà. Thôi mà chị đừng có giấu tôi nữa. Anh chị lên thăm tôi là quý lắm rồi. Anh còn đi mua quà cáp làm cái gì nữa? Tôi còn lạ gì cái tánh của anh Thành nữa. Anh Cường à, chuyện đời có mấy ai lường trước được những trái ngang mai rủi. Tôi theo anh Thành về quê, tôi cứ ngỡ mình là dâu, được mẹ chồng yêu quý, vì chỗ thủy chung. Hơn nữa, tôi đang mang trong người thai nghén đi chờ ngày sinh nở. Nhưng tôi đâu có ngờ. Trời ơi, cái chuyện gì chị nói mau đi, tôi sốt ruột quá trời, cái chuyện gì vậy? Ngờ đâu mẹ chồng tôi bắt tội anh Thành là đứa con bất hiếu, vượt qua dòng lễ giáo gia phong. Không nhận anh Thành là con, không nhận tôi là dâu, và đuổi chúng tôi ra ngay cái ngày hôm ấy. Vì mẹ đã đi hỏi vợ cho anh Thành rồi. Trời ơi, tập tục lễ giáo gia phong là cái gì mà trói buộc con người vào đường đau khổ như thế này? Bị từ bỏ xua đuổi, sao anh Thành không cùng đi với chị? Để chị bơ vơ một mình trong lúc thai nghén thì sao tiện hả chị Hương? Anh Cường, anh đừng có trách anh Thành tội nghiệp. Anh Thành cũng hết già thương em. Chị Hương ơi, giữa xứ lạ quê người, đường đi nước bước không có thông. Những điều không muốn có thể đưa đến cho mình, ai mà lường trước được. Chị quá liều lĩnh chị Hương à. Bế tắc quá phải đành nhắm mắt liều thôi nè. Nếu tôi nhớ không lầm thì thời gian trôi qua đã 5 tháng rồi. Vậy từ ấy đến nay chị lấy gì mà sinh sống chứ? Em không ngại công việc gì, miễn ai mướn cái gì em cũng làm hết trơn á. Em cũng mong có một ít tiền để em trở về ngoài ấy. Nhưng mà anh thấy không, thì lấy đâu mà về chứ. Chị bơ vơ lạc lõng như thế này mà anh Thành không tìm đến chăm sóc cho chị, tệ thật mà. Anh tệ thật đó. Anh đừng có trách anh Thành tội cho anh ấy. Anh Thành không có từ bỏ mẹ con em đâu, nhưng làm sao thoát khỏi sự trái buộc của gia đình. Cũng thật là khó xử. Anh Cường à, hoàn cảnh của em như thế này á, cho nên hôm nay á, em đến đây á, làm chị đừng quan phăng gì cả. Tôi với anh Thành là chỗ bạn bè thân thiết với nhau, dưới mái trường từ nhỏ mà. Chị cứ an tâm ở lại đây, đạm bạc cũng được. Tôi sẽ tìm anh Thành bằng cách giúp đỡ cho chị. Trời ơi, anh Cường ơi, ân nghĩa này á, em không bao giờ quên được hết trơn. Là bạn bè thì phải có trách nhiệm với nhau, lúc nguy khó chứ. Chị đừng nghĩ đến chuyện nghĩa ơn. Ôi da. Hả? Chị làm sao vậy? Ây da. Hả? Chị gì vậy? Trời ơi, sao tự nhiên tôi đau bụng quá à? Chắc chị đi đường trúng gió chứ gì. Nè, dầu nè, xích đi. Khoan, để tôi tính lại coi. Sao? Ê, trời ơi, Cường ơi. Hả? Trời ơi, em đau bụng này không phải là đau bụng trúng gió đâu. Chứ sao? Mama, em chắc đau bụng đẻ quá. Hả? Trời ơi, đau quá trời, làm sao bây giờ? Chị nói cái gì? Trời ơi, chết ra luôn rồi. Trời ơi, chị tới ngày sinh đẻ rồi hả? Dạ. Trời ơi, đau quá anh Cường ơi. Ngoài ở phố này có bà mụ không? Chưa em đi. Trời ơi, chị Hai ơi, chị Ba ơi, ở đây có mụ không? Ông Tám ơi, ông Chính ơi, ở đây có mụ không? Chị biết ở đây có mụ không? Chị, trời ơi, cái nhà này của anh, cái xóm này của anh, làm sao tôi biết là có bà mụ hay không? Trời ơi, tôi đau quá vậy. Đừng có đẻ, đừng có sang bên nhà tôi nghe. Trời ơi, để tôi lấy cái áo tôi mặc tôi rước một cho. Ở đây đừng có đẻ nha, chờ tôi nghe. Hả? Trời ơi, chết rồi.
Chiếc xe đạp của tôi đâu rồi? Chiếc xe đạp tôi ai lấy rồi? Trời ơi, chết mẹ rồi. Mẹ kia mới lấy chiếc xe đạp của tôi rồi. Nè, bây giờ nghe, chị ở đây, để tôi lấy chiếc xe đạp. Chị chờ tôi chút nghe. Nè, đừng có để nghe. Ráng nín, đừng để, chờ tôi nghe. Nghe, chờ nghe. Ôi, ôi đau quá. Cho tên em không? Người ta nói mà, đàn ông đi biển có đôi, còn em đi biển mồ côi còn một mình. Có rồi, có xe đạp rồi. Anh Cường ơi, đau quá anh Cường ơi, chắc có đẻ liền bây giờ á. Chị Hương, chị bớt đau chưa? Bớt không? Trời ơi, chưa xanh thì làm sao bớt được. Hả? Anh Cường ơi, sao? Hồi đó đó anh đẻ anh có đau như gì không anh Cường? Trời sợ cỡ, từ nhỏ đến giờ tôi có đẻ lần nào đâu mà tôi biết. Ê, tôi quên xin lỗi. Trời, tôi đau quá tôi quên mất. Anh Cường ơi, anh làm ơn coi cái chỗ đồ của tôi nó đủ hết đồ đạc chưa? Trong rồi. Thôi đi coi. Bình thủy có, áo em bé có, xà bông có, sữa hồng thọ có. Gì đây? Miếng tả em bé. Xong chưa? Rồi, xong hết rồi. Đủ hết rồi đó. Lên xe đi. Rồi. Lên đi. Hả? Trời ơi, chị làm gì vậy? Đi đẻ. Trời ơi, chị đi đẻ mà giờ chị chạy hay là tôi chạy? Vậy chứ giờ tôi ngồi đâu? Trời ơi, ngồi đi nè, ngồi sao? Vậy hả? Ngồi lại. Trời ơi, không có được. Ngồi như vậy lính phạt chết, không có được. Vậy ngồi đâu? Quên đi. Bên đây hả? Quên đi, đây lắm. Rồi chưa? Rồi. Trời ơi. Xe vô. Rồi. Xác vô. Rồi. Xác vô. Thế là như vậy, xác cái gì được? Trời ơi, chị làm việc của điên mất mà chị ơi. Bây giờ chạy nè, chạy. Rồi, xuống dưới sân rồi, xuống đi. Trời ơi, cái gì mà xui vậy, tôi đẻ liệm ra trời, tôi đau bao giờ, cầu tôi đau quá. Thử đang tính đi, không có được, đừng có đẻ giữa đường, nữa sao, không có được đâu. Mà, nhanh lắm. Được chưa? Rồi, lên xe, lẹ lên. Rồi. Lên lẹ đi. Lên thôi, xe. Để tôi ngồi vậy cho chắc ăn. Ngủ gì kỳ vậy? Thôi, ngồi vậy nó chắc ăn mà. Được phải không? Anh Cường ơi, sao tôi mệt quá. Hả? Trời ơi, tôi muốn xỉu. Thôi, đây. Đó, đi rồi. Anh làm cái gì vậy? Làm gì cho chắc ăn. Vô. Vô. Chị tỉnh lại rồi hả?
Đây là gián thuốc của chị nè, chị uống đi cho lại sức. Uống đi chị. Cảm ơn anh. Sao con gái trời ơi, dễ thương quá ta. Cười 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 nè, ngoan nha, không khóc nha. Con khát sữa rồi phải không? Được rồi, để ba cho con bú nè. Y quên, bác chứ, lộn. Thì ba nuôi không được chứ còn sao đâu. Anh Cường ơi, ơn của anh biết bao giờ tôi mới trả được. Anh Cường, nếu như tôi có mệnh hệ nào, chị ơi, anh đẹp vì tôi mà nuôi cháu cho nó nên hình nên dốc. Nhưng anh hãy hứa với tôi là đừng bao giờ cho ba nó biết, để cho ba nó được làm tròn chữ hiếu nghe anh Cường. Chị Hương, anh hứa với tôi đi, anh hứa đi. Chị Hương, chị Hương ơi, xin chị đừng bận tâm đến chuyện nghĩa ân, hãy lo tình dường chớ quá liều thân. Để được sống trên đời mà nuôi cháu lớn khôn, cho bệnh khỏi tai qua, tôi sẽ chị Hương, chị Hương ơi, hãy nghe tôi, đừng nghĩ mãi những điều quanh quẩn ấy. Bệnh căn của chị tuy có phần trầm trong, nhưng chắc sẽ sớm lành mạnh vì đấng bề trên cũng thương xót kẻ nhân từ. Tội gì đâu mà phải chịu cảnh cục coi, chỉ với anh Thành có lầm lỗi chi đâu mà phải em bắt nhãn năng. Tôi tin anh Thành là kẻ ngay thẳng, chỉ gắng sống đợi ngày đồn tu cho cha tôi chồng vợ được sinh dân. Vợ chồng chỉ vui vầy tâm hợp, nhưng điều bất hạnh xảy ra là chỉ xa lìa khỏi đây, cháu bé tôi sẽ nhận làm con dù tôi nghèo vất vả. Tôi nguyện đùm bọc cho cháu đến lúc thành nhân, nhưng thương chỉ cho tôi được cho cháu về cõi cô. Nếu như anh Thành hết giả thủy chung đi tìm kiếm vợ con của mình, đó là tôi hứa điều giản bất đắc dĩ xảy ra nghe chị. Còn tôi thì vẫn tin rằng anh Thành sẽ tìm lại chị mà thôi. Anh Cường, ơn của anh bao la như trời biển. Vậy tôi xin anh, tôi xin anh hãy nhận một lại này. Kìa chị Hương, chị đừng làm như vậy mà chị Hương. Thôi, chị với cháu ở nhà, tôi đi ra ngoài một chút nha.
không biết có phải nhà này không nữa. Sao giống quá. Anh Cường ơi. Hả? Hương. Anh Thành. Hương. Hương, tỉnh lại đi Hương, tỉnh lại đi em. Anh đây nè, anh về với em đây nè. Tỉnh lại Hương. Anh Thành, anh đâu rồi? Anh đây. Anh Thành. Hương. Anh đừng có bỏ em nghe anh Thành. Không, anh không bao giờ bỏ em nữa. Mình sẽ bên nhau mãi mãi. Mình sẽ không bao giờ rời nhau nữa bước nghe em. Anh, con của mình kìa. Hả? Anh bồng con đi. Con của mình. Con của tôi. Con. Con ơi. Kìa, tại sao em lại khóc? Anh Thành ơi, nếu lỡ như em có mệnh hệ nào anh cấm thì... em. Anh cấm em không được nói như vậy. Từ ngày hôm nay, em có lên trời anh cũng sẽ lên trời tìm em. Em có xuống đất anh cũng chui xuống đất để tìm em. Chứ nếu còn ở trên trần gian này, vắng em anh sẽ quá điên quá khùng mất đi Hương à. Anh nói bậy không hả? Anh nói thật đó. Anh biểu người ta đừng có nói bậy. Còn anh thì... Thành ơi, giá như em có chết đi thì anh cũng phải dừng bước chứ. Còn con của chúng mình nữa anh. Tất nhiên là anh sẽ dừng bước. Nhưng không buồn làm sao được hở em. Hai đứa luôn ước mơ cùng nhau, đồng cam cho đến chết. Em nở đâu xa anh, nhìn con khờ lòng thêm héo hon. Giờ mình gặp nhau đây, sao em nói chi những câu ly tình. Em phải sống đi cùng anh, sanh bước trên con đường hạnh phúc. Vì con chúng ta là dấu tích của tình yêu và là niềm tin cho vợ chồng ta trong cuộc sống trong lành. Em đã hứa với anh là mình sẽ sống bên nhau, không bao giờ xa nhau nửa bước. Dù gặp trăm ngàn lần cay đắng, em hứa mà em quên đâu. Thành ơi, từng lời thiết tha, từng lời chung thủy đang sâu vào tim gian hòa trong mạch máu. Em ước ao một ngày nào đó anh dẫn em về quê để ra mắt mẹ. Mẹ sẽ khen em là vợ hiền dấu thao và bằng lòng ta hợp lương duyên. Rồi chiều anh dắt em đi dạo, anh tập em qua chiếc cầu tre lắc lẻo. Anh Thành, anh Cường, anh Thành, anh Trương, anh Thành.
ơi, tôi gặp anh tôi mừng quá. Trời, anh mới về hả anh Thành? Mới về, anh khỏe không? Ừ, khỏe, khỏe re. Trời ơi, khỏe muốn chết luôn nha. Anh Thành, trời ơi, tôi mừng vì vợ chồng anh sum họp. Con của anh sẽ có cha, có mẹ, tôi mừng quá anh Thành ơi. Trời, anh Cường ơi, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Xin thành thật cảm ơn anh, xin tạ ơn trời Phật. Tôi cũng cảm ơn trời Phật. Bây giờ tôi khỏe re rồi. Anh Cường có biết không? Sao? Khi mà mất Hương rồi đó, tôi đi tìm khắp nơi khắp chốn. Tôi bán tất cả đồ đạc của mình hiện có. Tôi đi ra tới ngoài ngoại á, tôi tìm vợ tôi. Bố mẹ tôi mới nói là vợ tôi không có về. Rồi từ ngoài đó tôi mới lặn lội về đất Sài Gòn này. Hôm nay tôi ghé nhà anh là tại vì tôi không còn tiền nữa. Tôi mệt mỏi quá, tôi đến đây tính tá túc vài hôm. Có ngờ đâu vô tới đây cái tôi. Có ngờ đâu gặp vợ con mình ở đây phải không? Mừng mẻ rồi phải không? Em ơi, con mình nó trai hay gái vậy em? Con gái. Con gái hả? Nó tên gì em? Anh hỏi ba nuôi của nó đó. Vậy hả? Ba nuôi ơi, ba nuôi. Cái gì đó con? Cái gì? Lộn rồi, lộn. Anh là ba nuôi của con tôi. Con tôi tên gì anh Cường hả? Thôi được rồi, để tôi kể cho anh nghe ở đây. Anh biết không, cái hồi mà chỉ cận ngày mới ghé tạc qua đây, đang nói chuyện với tôi, tự nhiên chiếc thiếu đau bụng mà. Trời đất ơi, từ đó tới giờ chưa có một mảnh tình dắt dai. Nói chi cái chuyện quạt than giặt tả khuấy sữa cho tôi bú. Quên cho cháu bú lợn bú nữa. Nè, bây giờ tôi cho anh hay cái tin này nè. Sao? Bác sĩ nói chỉ bị lao lực, lại sanh khó phải mổ đó. Hả? Nè, biết vợ tôi phải mổ đó. Mổ đó. Vậy nè, tôi nói nghe nè, tôi phải đứng ra ký tên bảo lãnh làm chồng đó. Dòm gì vậy? Làm chồng giả cho đội ơi. Biết rồi, tao không nghe vậy đâu. Anh biết không, tôi rối quá đi. Cho nên tôi chưa không đặt tên cháu là gì vậy đó. Thôi, bây giờ hai anh bà để tâm sự nha. Để tôi ra chợ mua con gà mở tiệc ăn mừng ngày gia đình sum họp. Thôi mà anh Cường ơi, mua chi cho nó tốn kém vậy? Đừng có lo, mua chịu quen rồi. Sức anh này. Em có sao không em? Hả? Không sao đâu anh. Tại gặp anh em mừng, cho nên em xúc động vậy thôi. Em biết là bệnh của em sẽ hết mà. Em sẽ sống với anh đời đời kiếp kiếp mà. Phải, mình sẽ không bao giờ xa nhau, không bao giờ vợ chồng mình rời nhau nửa bước, phải không em? Con của chúng mình nằm đó, nó sẽ là chứng nhân của một mối tình chung thủy, có phải vậy không em? Dạ phải. Dạ phải, dạ phải. Phải bây giờ có giống như hồi đó không? Tự nhiên cái anh ơi lấy nước cho em uống, khai từ đi lấy nước cái đằng này bỏ trốn mất tiêu vậy đó. Anh tìm khắp nơi khắp chốn vậy à? Thì lần này em sẽ mãi mãi bên anh mà. Em sẽ không bao giờ bỏ anh nữa phải không? Dạ. Em nói chắc phải không em? Chắc mà. Nói gì em thề đi, em thề đọc đi. Thôi thề chi. Thôi được rồi, bây giờ vậy em ngoéo tay với anh đi. Nghe không? Ừ, ngoéo thì ngoéo chứ. Đâu rồi? Anh Cường đâu rồi? Anh Cường đâu? Ủa, sao giờ này vẫn chưa đi? Bộ mấy người tính nằm lì ở đây luôn hả? Tôi chịu hết nổi rồi. Cũng vì mấy người mà duyên tình của tôi đổ vỡ. Anh Cường mượn của tôi biết bao nhiêu là tiền bạc. Cô à, tôi xin cô hãy thông cảm giùm cho hoàn cảnh của tôi. Không có thông cảm gì hết á. Ai vậy em? Cô Tư Hường đó. Cô cho tiền góp ba đây nè. Ủa nói vậy ông này là chồng của bà này hả? Em à, chuyện gì vậy em? Chuyện gì? Thì chuyện mấy người ăn bám ở trong gia đình tôi chứ chuyện gì. Đang nghèo mà còn bày đặt bệnh hoạn. Đang nghèo mà bày đặt đẻ chữa. Đẻ ra không biết đặt tên con là gì. Để đứa con không có tên. Đứa con không tên. Nghe phát ghét. Rồi ông Cường đâu rồi? Có rồi đây. Định trốn hả? Anh không có chạy thoát được đâu. Đi đâu á? Mua gà. Trời đất ơi. Mua gà sung sướng quá ha. Tưởng mượn tiền của tôi làm gì, ai ngờ đi mua gà đãi mấy người này phải không? Nè, bây giờ có đủ mặt mọi người, anh nói đi, chừng nào anh đuổi mấy người này ra khỏi nhà. Nè, tôi nói cho cô biết nha, tôi thiếu nợ cô á, cô nói nặng nói nhẹ tôi được, chứ cô không được quyền nói nặng bạn bè của tôi, nghe chưa? Nghe chưa? Bạn bè gì mấy thứ người nghèo khổ đó, anh bắt chước tôi nè. Lựa bạn, người ta lựa bạn giàu có, không? Nếu có túng thiếu mình còn mượn tiền được. Còn ba cái thứ nghèo khổ này tiền đâu mà cho mình mượn. Anh đứng đó đi, để tôi nói chuyện với mấy người này. Nè, tôi nói cho các người nghe,
mà phải tự quyết định những điều kiện tôi đặt ra có được hay là không. Tôi không thể chờ lâu. Tiền của tôi không phải là tiền mục. Anh Cường, anh hãy nói đi, anh có đuổi họ hay là không chứ? Cô Hương à, tôi đã nói rồi là tôi không thể yêu cô, vì giữa tôi và cô á không hợp tính tình với nhau đâu cô Hương à. Anh Cường à, vì chúng tôi mà anh phải khổ nhọc. Cô Hương vậy thôi được rồi, chúng tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Biết điều. Anh Thành, chị Hương, hai bạn cứ ở đây, tôi không phải là hạng người tham sang phụ khó. Còn chuyện này để tôi lo. Ê cô Hương. Vậy một lần nữa tôi nói dứt khoát cho cô biết. Sao? Là tôi không bao giờ chấp nhận là chồng của cô. Cô hãy về đi, cô nghe rõ chưa? Vậy vậy anh về mấy người này mà anh đuổi tôi phải không? Anh không yêu tôi phải không? Tôi nói không là không. Trời, được rồi, anh chóng mắt lên coi nè. Tôi chết tại đây cho anh coi nha. Cái gì? Tôi chết cho anh coi chứ sao? Chết hả? Chết đi. Tôi chết cho anh coi, tôi chết cho anh coi nha. Ủa? Sao tôi chết không ai cản trơn vậy? Mạng người như cô chết thì rồi đi, chết đi. Trời đất ơi, đâu có dễ chết. Giờ không chết trả tiền đây. Được rồi, được rồi, tôi hẹn 3 ngày nữa tôi sẽ trả tiền cho cô đầy đủ. Bây giờ một lời dứt khoát. Sao? Cô hãy về đi, tôi không muốn thấy mặt của cô ở đây nữa. Thôi cô hãy đi về, tôi không muốn thấy mặt cô nữa, về đi. Hả? Gì? Anh đuổi tôi nữa phải không? Đuổi nữa hả? Được rồi, tôi về. Cho xem 3 ngày nữa anh có tiền trả tôi không cho biết. Nếu không hả, tôi nói tiền ra nghe. Tôi quậy nát nè. Tôi quậy cái căn nhà này cho coi nè. Làm gì? Quậy cho anh coi. Tôi quậy cho anh coi. Phá nhà hả? Ủa? Sao? Trời. Nghèo bà đặt yêu, có tiền có của như tôi yêu còn chưa thấy gì nữa. Anh Cường à, tôi không thể chịu được cảnh này. Anh Cường à, tôi không thể chịu được cảnh người ta xem thường những người như chúng tôi. Bây giờ tôi phải đi làm cái gì ra tiền để tôi nuôi vợ nuôi con tôi. Anh Cường, Hương em ở nhà, anh làm cái gì ra tiền để nuôi em với con. Anh đi nghe Hương. Anh Thành. Ê Đực. Dạ. Hồi sáng tới giờ mày bán được bao nhiêu rồi mày? Đưa tiền tao xài coi. Sáng tới giờ em đâu bán được gì đâu anh hai. Anh hai à, có cái thằng nào lạ quắc vô nó bán dành với em đó anh hai. Thành ra em ấy muốn chết luôn á. Mày coi có phải nó là đàn em của tao không? Không phải. Thằng này ở đâu lạ quắc à. Nó lấy chung một chỗ với em nè, mà nó bán có 2 xu cây cà rem à. Làm em ấy muốn chết nè. Thôi được rồi, chuyện đó để tao lo cho. Mày đi bán đi. Dạ. Cà rem đây. Cà rem đây bà con ơi, cà rem đây, cà rem đậu xanh, cà rem sầu riêng ngon lắm bà con ơi, mua vô. Dạ, thưa anh hai, dạ mời anh hai mua cây cà rem, dạ cà rem đậu xanh ngon lắm anh hai. Mua hả? Ê, dạ. Mày ở đâu? Mày lại đây mày bán, mày không xin tao mày? Mày có biết chỗ này đàn em của tao bán không mày? Dạ thưa anh hai, dạ hoàn cảnh khổ quá, dạ nhờ anh giúp cho em bán kiếm chút đỉnh về để mà lo cho. Không có thông cảm gì hết á. Đức, dạ. Mày lấy thùng cà rem của nó cho tao. Dạ. Nè, anh hai, là tình người với nhau khi gia đình lâm cảnh khốn cùng, vợ nhà mới sanh đang đau yêu chẳng có thuốc thang, mẹ cha xua đuổi lang thang già con cổ, đôi rắc não lùng với một cháu bé tuổi tròn đôi răng. Chẳng tao yếu gì cũng mặc kệ mày. Anh hai, nơi này là nơi tao mua đất bến bãi tao làm ăn. Nhưng mà em Đức, lấy thùng cà rem của nó mày đem đổ đi. Anh hai, còn nghe tôi mà. Anh hai, tao không có gì chờ công nói dài dòng lăng nhăng. Đổ bỏ đi Đức. Các ông ơi, xin các ông mở lòng nhân ái,
vì chính thùng cà rem đây đã nuôi con thơ ngày hai bữa và người vợ sớm khuya trong cơn sức mòn hơi tàn. Tôi lại các ông, đừng đổ thùng cà rem này tội nghiệp tôi lắm các ông ơi, vì tôi không còn tìm đâu ra một đồng xu nhỏ để ngày hai bữa sớm hôm kiếm tạm qua ngày. Ôi hơi đâu mà nghe nó đất. Dạ đổ bỏ mày. Dạ anh hai ơi, tội nghiệp tôi mà, tội nghiệp tôi mà anh hai ơi, tôi gian tôi lại anh hai mà. Nghe mày than tao cũng thương. Thôi bây giờ tao có cách này. Mày bán bao nhiêu một cây cà rem mày? Dạ thưa hai xu. Nếu mày muốn bán ở đây á, thì một cây á, mày phải đóng cho tao 1.50 xu. Anh hai ơi. Như vậy mày muốn bán ở đâu là tùy ý mày, được không? Anh hai à, tôi bán có 2 xu lấy 1.50 xu rồi, còn đâu tôi mua sữa cho con tôi bú. Tội nghiệp vợ tôi nhà nó. Khệ mày mày. Một là đóng 1.50 xu, hai là tao đánh mày vỡ mặt, đổ thùng cà rem của mày. Mày chọn đi. Anh hai ơi, tôi bán chỗ khác không ai mua hết trơn á, anh thông cảm giùm cho tôi bán ở đây anh hai, tội nghiệp tôi mà anh hai. Vậy chiều nay tao ghé tao lấy tiền nha, bây giờ mày đi bán đi. Trời đi đi mày. Dạ. Cà rem đây, cà rem đây, cà rem đây bà con ơi. Anh hai, anh hai kìa, anh hai thấy không, nói cho anh hai nghe chuyện này nè. Gì nữa? Mấy ngày nay đó có một ni cô khất thực qua đây nè, đẹp lắm anh hai ơi, đẹp lắm. Em muốn chọc á, nhưng mà em sợ trời Phật cắt lưỡi của em quá. Ni cô mà đẹp lắm hả mày? Dạ đẹp lắm. À kìa. Gì? Anh hai, anh hai mới nhắc cô tới liền kìa. Đâu đó, 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 thấy không? À, đẹp thiệt nha mày. Đẹp chứ. Mày để anh hai mày trổ tài nghe. Dạ. Mày coi nè, ni cô, xin ni cô dừng bước, tôi có đôi lời giảm hỏi. Chẳng hay duyên cớ gì mà đi cô lại thi phát quy y. Hay quá, anh hai nói hay quá. Tiếp tục anh hai, tiếp tục nữa đi. Ni cô, tôi nhìn tướng mạo ni cô đây chẳng phải người thường. Rất là sang, rất là quý phái phải không? Ni cô ơi, vậy mà tại sao nó quên đi cuộc đời tương lai lắm nhiều đam mê. Biết bao nhiêu vật ngôn của lạ mà con người mong đến được. Hương tình đã lắm em mời, lành đã bỏ đi vô trong chùa cắt tóc cạo đầu. Bỏ anh chung trần gian một mình đơn côi, hãy cho anh theo cùng. Anh hai ơi, anh hai đừng có bỏ đi. Anh hai mà bỏ đi á, chắc là em phải khất thực luôn quá à. Ấy nhưng mà đâu được anh hai, như cô này đâu có trả lời được. Nếu mà trả lời đó là phạm với điều lệ của nhà Phật nha. Tao sẽ chọc cho đến khi nào cô ấy mở miệng thì thôi. Ê thằng kia, đưa dạy cái cà rem đi coi mày. Lẹ mày. Anh hai à, anh hai, hồi nãy anh hai lấy hết rồi còn mấy cây để em bán kiếm chút đỉnh. Tội nghiệp em bán kiếm chút đỉnh về em nuôi vợ nuôi con em. Không có nói nhiều mày. Đưa đây mày, nhanh lên. Dạ đây. Ni cô, đây là tấm lòng thành của một kẻ cô đơn tặng cho người thất thực. Kìa, các ông, tại sao các ông lại đối xử với người tu hành như vậy? Ê, cái thân của mày mày không lo, mày là hiệp sĩ hả mày? Hiệp sĩ nè, đánh mày hết hiệp sĩ luôn nè. Trời ơi. Thôi thôi đợt tay, nó chơi vậy chứ ni cô mà chế gì. Thôi đi mày. Đi. Trời ơi, tại sao, tại sao thắm lại thi phát quy y? Không, ông đã lầm ai rồi. Tôi không là người ông đang gọi đâu. Không đâu, tôi không lầm đâu, chính thắm đây mà. Tôi là ni cô Diệu Thiện. Chào ông.
Thâm ơi, Thâm hãy dừng lại cho tôi hỏi vài lời. Tại sao, tại sao Thâm lại tìm vào nơi vắng lặng? Điều đó ông phải hiểu hơn ai mới phải mà. Trời ơi, định số sắp bài chi cái nghiệt la lai. Thấm thì tìm vào cửa Phật, còn tôi thì ra nông nỗi này. Thấm ơi, hãy tha thứ cho tôi. Nếu như chúng ta không duyên không nợ thì trên đời này còn rất nhiều người đàn ông khác hơn tôi. Thấm như một bông hoa hồng nở trong nắng sớm mà bướm ông rất ham muốn được đậu vào, thì tại sao Thấm lại tìm vào nơi vắng lặng? Vì tôi đã quen rồi từ nhỏ với ý nghĩ ông là chồng của tôi. Trời ơi, nhưng sự thật ngược hẳn với điều tôi muốn. Chỉ có tìm về với Phật, lòng mới mong thanh thản. Hỡi sao số phận đành dương, buồn đau đắng cay tôi buồn, cho kiếp người cho hai mái đầu xanh. Thầm ơi, Thấm ơi, Thấm đừng đi mà. Tuổi Thấm còn trẻ, đời Thấm còn dài. Thấm hãy suy nghĩ lại đi, hãy nghe tôi, hãy nghe tôi mà Thấm. Lòng đã quyết quên chuyện trần ai, xin người cho tiện ly lui gót. Thấm, Thấm ơi, Thấm. Anh hai, anh coi nói kìa anh hai. Bây giờ đưa tiền cho tao mày, tới giờ rồi đó, đưa đây. Để mày. Tôi có bán được gì đâu. Tại sao các ông ác độc với tôi? Tại sao các ông tàn nhẫn với tôi như vậy? Ác độc có nên ác độc hả? Tàn nhẫn nè. Tàn nhẫn nè. Con chết luôn. Anh nói cho tao. Dạ. Anh nói cho tao. Chết nè. Này cho đi. Cấm mày. Cấm mày không được buôn bán ở đây. Nghe chứ mày. Đi mày. Dạ. Nhớ nhà mày. ước mong sao đừng rơi nước mắt.
Dạ. Anh Thành ảnh có nói gì với anh, ảnh đi đâu không anh Cường? Dạ, anh không có nói đi đâu hết chị à. Trời ơi, sao tới giờ này mà anh chưa về nữa. Trời ơi, tôi sốt ruột quá. À không sao đâu chị à, chắc anh về tới bây giờ đó. À chị Hương ơi, mấy ngày nay chị uống mấy thang thuốc của chị có khỏe không? Dạ đỡ lắm anh Cường à, bữa nay tôi thấy khỏe nhiều rồi. Chị sẽ khỏe mạnh thôi, vì có anh Thành về bên chị mà. Anh Cường, anh cứ chọc vợ chồng tôi hoài ha. Hương ơi, anh về đây em ơi. Hương, anh mới về. À, em, sao, em khỏe không? Dạ em khỏe nhiều rồi. Con mình ngủ ngon không em? Dạ nó ngủ rồi anh à. Dạ hả? Em ghét anh quá hà. Em ghét anh gì? Anh đi đâu mà anh không nói cho em với anh Cường biết nữa. Trời ơi, nhà sốt cả ruột vậy đó. Em biết không, anh đi xin việc làm. Anh có tiền rồi nè. Hương, anh có tiền nè. Anh Cường, tôi có tiền rồi nè anh Cường. Trời, anh làm gì mà có tiền nhiều quá vậy? Anh phải nói cho em biết. Thì anh mà... Trời ơi, sao mặt mày anh tím bầm như vậy? Trời ơi anh Thành, tại sao mặt như vậy? Ai đánh anh? Hả? Chắc là anh làm chuyện gì bậy bạ rồi phải không? Không đâu em. Em biết không, anh đi tìm việc làm. Người ta nhận anh dài rồi. Nhưng mà còn một tuần nữa lận. Trong khi không có việc làm, cả gia đình mình không ai có tiền. Cho nên anh đi bán cà rem. Hả? Anh đi bán cà rem à? Anh Thành phải. Anh đi bán cà rem. Rồi anh vô nơi mà tụi nó bán đó, tụi nó đè nó đánh anh đó. Trời ơi, nhìn những vết bầm trên gương mặt của chồng tôi khiến cho lòng tôi thêm chua xót. Nhưng trái tim tôi còn đau đớn nhiều hơn vì người tôi quý tôi thương phải vất vả gian lao cực nhọc đêm ngày. Sao không em? Một túp liều tranh hai quả tím vàng. Thành ơi, tao đem mày tao câu xấu là vừa rồi Thành ơi. Câu xấu người ta câu bằng dịch, chứ ai mà đem bắt ông đốc học đi câu xấu. Dạ thưa má. Nín. Ai là má của cô mà cô thưa gửi chứ? Đã nhiều lần tôi van xin cô, ai muốn tha cho thằng Thành mà cô bắt hồn mê muội và dỗ dỗ nói chui rút về đây. Dạ thưa bác, tôi nói cho bác nghe. Cậu Cường, từ lâu tôi tưởng cậu là bạn tốt con tôi, nên tôi mới để cậu tới lui. Ai ngờ, ai
ngờ cậu cũng A Tầm dụ dỗ con tôi. Thưa bác, xin bác dằn cơn giận. Đã mấy tháng rồi chị luôn lánh mặt biệt tâm, anh Thành nào có biết có hay. Chị Hương sanh nở một mình bệnh tật ốm đau. Má ơi con vừa tìm gặp vợ con đói khổ ốm đau, phải nương tựa cháu rau. Tình cảnh này con biết xử sự làm sao. Tao chưa nói tới mày. Cậu Cường, tôi không ngờ cậu che chở cho thằng con hư đốn của tôi để phá hoại danh giá nhà tôi phải không? Chà đạp tan nát cái bình bông y cái gia phòng. Sam. Dạ. Mày qua mày nắm đầu con quỷ cái thì mày đánh chết nó cho tao. Dạ. Bác ơi, chị Hương đã âm thầm lãnh thân tìm đường về quê hương đất mắt để cho anh Thành được tròn chữ hiếu, để giữ giọt máu thân thương của một gia đình trăm anh dòng tộc mà lại bất hạnh đáng thương như một cọng rác bên đường. Đây, cháu bé còn sống đây với cảnh sống đốn trường. Bác ơi, máu thịt này là của bác, cháu nổi mà sao bác lại không thương. Còn kia là nàng dâu hiền lành, vì ai mà lang bạc ta thương. Bác ơi, bác đuổi xua chi cho nóng nổi đốn trường, mang nặng để đau chiến đất mang cần. Sao bây giờ cậu định lên mặt giải đời tôi phải không cậu Cường? Nè, mấy người đừng có làm tàn nha. Má tôi đâu có cầm trầu cao cưới hỏi đâu mà bắt được má tôi phải gọi là dâu, là cháu nội. Dám cả gan mèo đàn to rập dụ dỗ em tôi, chà đạp cho tan nát phẩm giá của gia đình tôi. Bụng làm dạ chịu, bây giờ trách ai đây? Bây giờ tự trách mình đây. Thôi đi má ơi, mà bố thí thêm ít tiền đi, cho nó kéo nhau đi đâu đi phức cho rồi đi. Thôi đâu ở đây lý sự đôi con biết nè. Chưa từng thấy á. Sao? Ở trên đời này chưa từng thấy á một con người đẹp đẽ như vậy mà không có lương tâm. Nè, tôi cho chị nghe, máu thịt của chị, ruột gà của chị mà chị không thương hả? Thiệt tình tôi không ngờ con người lòng lang dạ thú. Ê, trời ơi, hồi nãy giờ tôi chưa kể cái tội của cậu nha. Cậu mày lên mặt sắc mẹ con tôi đó hả? Mà tôi hỏi chị tôi tội gì? Tôi có gặp chồng chéo mới lòi ra cái cục nợ đời này nè. Hả? Rồi nuôi không nổi, rồi bắt cái thằng Thành lên gánh vác. Nè, chị nói cái gì? Tôi nói gì đó? Nè, tôi đập chị bể mặt bây giờ đó. Anh Cường à, chuyện gia đình tôi hãy để tôi giải quyết anh Cường. Chị hai, chị không thương em, thương cháu chị thì thôi, chị đừng xúc phạm đến anh Cường nữa. Thôi được rồi, dầu sao đi nữa tôi cũng phải để cái đức cho con tôi ha. Nè cô Hương à, cô hãy cầm lấy số bạc này đi rồi về xứ làm ăn, làm ơn buông tha thằng con bất hiếu của tôi để nó làm lại. Má. Gì? Má ơi. Gì nữa? Con thấy đó nha. Sao? Con đứa nhỏ này á, ừ, thì con xử ràng buộc, không ấy mình đem về mình nuôi đi má. Mày nói có lý hả? Thôi được rồi, mày làm sao đó làm. Sao? Hồi nãy nói tôi không thương cháu phải không? Chứ gì nữa? Bây giờ tôi thương nè. Đưa đứa nhỏ đây. Hả? Không, 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 đừng bắt con tôi, đừng bắt con tôi. Má, má ơi, con quỳ xuống đây để van xin, đừng bắt mẹ con. Sống chết bên nhau, anh Thành ơi anh về đi, trả hiếu cho mẹ cha. Đừng bận biểu mà chi, phải lỗi đau với đấng sanh thành. Bỏ giờ yếu còn thường.
nhiều nữa. Đưa đứa bé đây. Không, đưa đây. Đưa đây. Giang ra. Dạ con Hương. Trả con tôi. Trả lại đi. Không. Trời ơi, mau. Mau. Ai bài chi cảnh hoang tình trai ngàn. Tâm tình người chồng yêu quý, suốt đời nguyện thề ghi nhớ, xin suốt đời ghi khắc trong tim. Hương ơi, con đây nè em, con đây nè Hương. Không bao giờ mình xa nhau nữa phải không em? Không bao giờ mình xa nhau nữa phải không Hương? Con mình đây nè em ơi. Hương ơi, con mình đây nè em. Hương, em làm sao vậy? Làm sao vậy Hương? Hương ơi, hãy tỉnh lại đi Hương. Anh vòng con về cho em đây nè. Tỉnh lại đi em. Em gạt anh rồi phải không? Lần này là lần thứ hai rồi. Em hư lắm mà. Em phải dậy mà dỗ con nè, con khóc đây nè Hương ơi. Anh Thanh, yêu đã chết rồi. Hả? Không, không, vợ tôi không chết đâu. À, anh Cường ơi, hãy kêu vợ tôi dậy đi. Hãy kêu vợ tôi giúp tôi đi. Cường ơi, con khóc nè, hãy dậy đi em, dậy đi, dậy dỗ con đi Hương. Má ơi, vợ con chết rồi. Hãy tha lỗi cho má. Trời ơi, con tại tôi. Tại tôi tất cả.